sáng hay sớm. Người ơi hãy nhớ, nhớ hãy nhớ lời cha sớm. Chào cấm mày nào ta nha, nói nhỏ nhẹ. Ok, em hãy nhớ, nhớ giảm cân nha mày ơi. Bụng hoàng quá lắm rồi. Chốt đơn liền giùm em nha mọi người ơi. Nhanh lên, số lượng có hạn chỉ. Sao mặt đẹp như vậy là nhờ xài sản phẩm của Cullen đấy. Mọi người thấy không? Tại bột yến mạch nè, rồi ngay cả make up phấn trang điểm nè, rồi sữa tắm nè, kem body nè, lá chùm lây, kem body người này chặt quá ok luôn, kem chống nắng luôn. Trời ơi, và trong cửa hàng mà chốt đơn nào mọi người ơi. Chốt đơn liền giùm em. Nào, trời ơi, chết rồi mọi người ơi, còn có 40 đơn này mọi người ơi. Nhanh lên, còn 40 đơn. Còn có 40 đơn, còn có 40 đơn mọi người ơi. Cái này cái thằng hôm bạn nó mau dùng tao. Ê nào, chưa hôn con gái, chưa chốt đơn mà dám hộ con gái tao anh bỏ xử bây giờ. Trời ơi, chốt đơn này nha mọi người. Nào, đơn hẹn này mấy người vợ giấu ông chốt đơn. Mấy người vợ chưa, tao chưa thấy hôn qua màn hình lần nào đấy. Dạ mọi người ơi. Nào, vào trong cửa hàng nào mọi người ơi. Mình mua, mình kết hợp voucher 200 250 mình được giảm 20.000 đó mọi người, là mình còn có 230 à. Chị em là mình có đơn hàng đầu tiên còn giảm nửa giá nữa đó mọi người ơi. Nhanh lên mình đặt tiếp tục giùm em nha. Còn quà mọi người ơi, còn 3 phần 3-4 phần quà đây nữa. Dạ mọi người chốt đơn này giùm em nha mọi người. Nhanh xong lên, xong lên, nhanh lên mọi người ơi. Dạ rồi ok, đặt hàng nha mọi người ơi, chúng ta vào trong cửa hàng và chốt đơn nha. Nhanh lên mọi người. Cầm cái muỗng hả? Chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn. Ông hùng giống như con heo nái vậy á. Chốt đơn sự tao. Mày biết đi. Mày biết cái thời điểm tao mập nhất là khi nào không? Là thời điểm dịch á. Ở nhà có đi đâu 6 tháng ở trong nhà không ra ngoài được. À không phải 6 tháng, hình như là 4-5 tháng không nhớ chính xác nữa. Là ăn tối ngày luôn. Lúc đó tao không khác gì mình béo. À quên, lúc đó không. Lúc đó thì tao không khác gì ông béo. Dạ. Chốt đơn liền giùm em. Chốt đơn giúp em nha. Trời ốm thì dễ hơn. Mấy người mập mới nó khó lắm. Dạ, chốt đơn, chốt đơn, chốt đơn mọi người ơi. Ăn nhiều á, mập á, mốt điếu. Mệt quá à, đang ăn luôn đó. Lỡ lần có mọi người đang xem, đang ăn sao. Trời ơi, lịch sử đi bà. Chốt đơn đi cả nhà ơi, chốt đơn ủng hộ cho thầy em đi. Trời ơi, đó, nước đúng không? Cái gì giống kiểu sách. Dạ chốt đơn liền giùm em nha mọi người, ủng hộ cho anh. Trời ơi, 21:22 rồi mọi người ơi. Ơi. Thầy đóng kia phải là ổ quá gì vậy? Là bạn. Ồ. Chị em với nhau được như thế. Ồ. Dạ. Ý thầy là chị. Ừ không phải tôi nha bà. Mẹ cái con mất chó này. Thầy vừa nữa thì không đánh đấm. Hồi cha mày, sao mày quên lời hứa nhanh vậy? Ông làm quá, tôi có địch đâu làm. Tao nghe thấy mùi thối. Ông làm quá. Cái cha nội làm quá. Chốt đơn giùm em nha mọi người ơi, chốt đơn đi nha mọi người. Số lượng có hàng chỉ có 100 mã thôi mọi người, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nào mọi người ơi, 100 mã. 100 mã thôi, trời ơi, từ đầu đến giờ chưa được 100 đơn nữa ai trời. Dạ mọi người đặt hàng. Chai này là chai hết hết rồi. Nó không có tội gì nhưng ta sẽ sử dụng nó để thể hiện được lòng mong muốn giảm ngay chốt đơn đời. Nó hết là để cho nó còn xài được. Còn xài cái giọt này rồi bất thơm. Nhưng mà vẫn thơm. Tuy là hết rồi nhưng mà vẫn thơm. Dạ mọi người chốt liền giùm em. Ê, cái mỏ không chung chung quá. Chốt liền chung giống bà. Nào mọi người ơi, sữa tắm này rất là tốt cho các sợi vải tự nhiên luôn. Mọi người vừa dùng có thể là để tắm body bản thân mình này. Mà mọi người chúng ta có thể là dùng để thay thế cho tươi nhau, giống nhau mà. Ồ, giống cái mỏ chung. Cái mỏ giống như chưa á. Chưa chưa. Ok mọi người ơi, chai sữa tắm này rất tốt cho body. Bên cạnh đó rất tốt cho các sợi vải tự nhiên. Đây là bây giờ mọi người ơi, chỉ có 100 đơn trong cái live này. Mọi người vào trong. Mọi người vào trong cửa hàng và chốt đơn đi. Mẹ tao nói xuống với mẹ một rồi. Nhỏ nhắn lại. Mày nói đi, đến rồi mày đó. Rồi cháu bà Chu lên bà nói coi. Để giới thiệu à. Nói đi Chu. Đào hoàng không? Nào. Bà cháu ra thì vô đi. Để giá 50%. Đúng rồi. Không cần lấy cái gì. Mày nói hồi lát nữa con hồi bao vừa mồm vậy. Đó mọi người công nhận giống thiệt thấy không? Dạ mọi người nói. Chốt đơn lên, chốt đơn đi, nhớ lên, chốt đơn.
mày biết mấy cái người nó chặt ngoài. Mày biết mà mấy cái người mà họ hay ăn củ khoai nó đang nóng không? Tao một chút vào thôi là. Chốt đơn mọi người. Dạ. Nhanh lên là cả nhà. Đây đây.